nó ra nó dạng hết ngay mà. Ấy chiếu hồi xong cứ mơ luôn đây. Ui sao vậy? Mọi người vào sớm này. Ui ngày cho anh giao lưu với mấy bạn livestream nha, có Mai Lao Cây, Cơ Giác Hồng Kông, Phúc Giam kèm một bạn khán giả. Nể ông Phúc này từ ngày được chạm tay Trâm thì giờ đổi tên thành vợ bé Trâm Anh luôn mới chịu. Lại. À thế à? Kia. Thế kia mới là Trâm Anh à? Trời ơi. Đầu game thì Gờ Giác còn máu hơn cả mình sang bên ôm ấp con bùa rồi. Nhưng mà bây giờ cướp rừng bị giảm sát thương nên khó tranh chấp lắm mọi người ạ. Chỉ ăn trộm hoặc là đánh rừng nó trước mới ăn bùa thôi. Lo thì chưa có ulti, chỉ là bao cát cho Trâm. Thôi thôi, của em. Thông phúc. Vẫn là cái bài hay đó em. Đánh thường cái là có mạng nhưng thôi, Trâm sẽ nhường cho AD để team được xanh đồng đều. Team bạn thù Trâm thì phải, tổ chức tận 3 đứa để bắt mình. Nhưng Mai Trâm mạnh mẽ quá đã dọa được gấu bỏ cuộc, chứ suýt chết. Ông nội VZ này là thành viên đội bạn nhưng vì ông có tiền nên đã làm Gờ Giác Hồng Công mở mắt, nể luôn. Lúc này thì mình cho SP gỡ mắt trước rồi tới. Kéo được cái dồn luôn mà trượt thì cũng dồn đó, chứ chậm là họ chạy liền. Cà phoi bên kia ác, đợi chết mới dùng ulti. Quán này em đi bi một chỉ nha. Đến nhiều lúc Gờ Giác ngậm ngùi muốn đá người ta ra khỏi phòng nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền nên thôi. Game này thì Natalep vế trước, Flo còn lại chơi được hết, nhưng lên chút chống chịu mới được vì nếu lên full phép thì sẽ thua Lily với Zuka. Flo hụt ulti, Gờ Giác tiện tay hút cái quá đẹp, mình chỉ việc bồi thêm đam thôi. Mụ Lily cào mình không thấm nữa. Trận này có một cái mệt là bên kia nó tận dụng đầy trụ nhanh vãi, đánh nhau thì không thua mà thua trụ. Ui. Đánh chết bây giờ. Còn ngồi mà giận nữa người ơi. Con đó không giải nha. Bùa đó nó chơi luôn. Ai biết. Comment sau nha, mình ý tập trung một cái. Mà ai su nó bắn dính vãi. Bọn này làm như hai người là hù dọa được một mình Trâm vậy. Còn ulti là không bao giờ sợ nha. Thực sự thì Liên Quân ở meta hiện tại trong anta thần thì mới không nát trụ mọi người ạ. Mình có thể rảnh rỗi để đi ganh đi đánh nhau chứ mình thấy rồng nó không lợi bằng tà. Mặc dù rồng giúp mình mạnh hơn, tà khiến hao hụt vàng nhưng bù lại khó mà mất trụ. Ôi game này chậm đánh đi. Hết cứu rồi. Cầm Nata nghe ông SP kêu chuẩn bị kéo nè thì cứ chiêu sẵn sàng, kéo là rộng vào mồm liền. Yuga này, Yuga này, Yuga này. Được không anh? Ai. Lốp. Rồi. Anh ơi. Team mình giao trên cú này ngon nên lên luôn. Vừa thấy Flo bên này nên tặng cho nó phát. Ép luôn sợ cái gì, lúc người ta thiếu người như này là lúc dễ lấy lợi thế nhất.
ra đứa nào giúp đứa đó. Em với ba người đi chung. Vài bắt ai còn được chứ bắt châm còn trâu hơn cả đỡ đòn nữa. Vãi e su, tuyệt phát suýt về nhà ngủ. Lần này tim mình an tà, châm ngồi đây lấy tầm nhìn. Che chắn kẻo lỡ nó ăn hôi. Kéo là lụng mà. Bên nào, bên nào, bên nào. Quay đi mày, không làm. Ui, nó có lội tại. Lên đây, lên đây. Ê, cho để cho em con quái, không về cho em xin quái em hồi máu đấy. Chưa có lính nên tìm xuống ép đường dưới. Qua đây nào, qua đây nào, qua đây nào. Lúc này thì tưởng Win chỉ là vấn đề thời gian vì game khá dễ. Đấy. Nhưng tại hơi nóng vội nên tim mình băng trụ chết hết. Mới thấy mụ Mai nói vài câu mà Zuka nó ngồi lên đầu lúc nào chả hay. Khúc này dính phải Flo tưởng ra đi rồi, nhưng may mình tốc biến câu kéo được tới khu vực sát bờ tường nên xịt bắn tùm lum, khiến tim bạn nằm ngửa hết. Có một điều lạ lùng trong cảnh này là ai đã lấy con bùa xanh, Trâm không phải, Zuka không phải thì chắc chắn là chị Phương rồi. Tại vì còn ulti nên mình cố chiến với Esu để lấy Mega. Để đổi cái giáp hồi sinh đã, nãy nó mất ulti rồi, chỉ cần ném chiêu hai chúng là ăn. Nhưng buồn thay đến giờ vẫn còn tốc biến, đó Nata mạnh đó nhưng hụt là đi con lính. Cú này mà đủ tiền mua liền thì ngon, hết tiền nên khỏi mua. Lần tiếp bên kia ăn được tà, ép lại tim mình. Cứ phải dọn lính mới chơi được. Gặp Flo cũng ảo, đòi cân 10 trong trụ. Mấy cửa bên kia không để ý đến Trâm anh đang được chơi nữa, nằm dài hết luôn. Nhưng xui cái là cú này mình cạn hết mana, định về hút tí để lên dọn lính mà thằng Esu kia nó tận dụng thời cơ. Nó thấy bên xuống dưới là nó lên liền. Mất ba đường game lại khó, lính tà thần hai con chả vá sao mà dồn chết được. Tiếp tục con tà thần thứ ba, bên mình ra tranh luôn. May mắn dừng cướp được, thế trận lại trở nên khó khăn cho đội bạn. Nhưng nhìn lại bên trên lính nó vô tận nhà, mình phải tốc biến về nhanh kẻo thua ngu. Dọn xong lính quyết định lên với Mai chơi luôn. Nhưng giờ ăn hết ba con Tozo này muốn sửa tại vì phút 23 rồi, nó trâu mà mạnh lắm. Mai gặp hứa Esu nó tỉa cho hai cú bỏ chạy trước châm luôn.
đến con tà thần thứ 4, mình ra cướp thì lính vào nhà, mà mình dọn lính thì không ai cướp. Cú này với Z thủ mình ra đó thì may ra ăn hôi được. Nhưng mà mất tà giai đoạn này đồng nghĩa với thua rồi mọi người, tại vì ba con Nata may ra dọn ba đường được chứ một mình không thể thủ. Và thế là thua, nhưng mà mất 3 đường cũng có kéo đến phút này cũng vui rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình nhé.